Vụ sập đường hầm chứa chất thải phóng xạ gần đây tại một địa điểm từng sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở bang Washington, một lần nữa khơi dậy những quan ngại về công nghệ hạt nhân cũ kỹ. Không ai biết nó đã rò rỉ bao lâu rồi, nhưng họ bảo không có gì độc hại thoát ra thì thật là vô lý. Không có người nào có mặt tại nơi bị sập nên không ai bị thương hoặc phơi nhiễm bức xạ. Nhưng nhà chức trách thừa nhận nhiều cơ sở hạt nhân cũ đã bị hư hỏng quá mức, không thể sửa chữa được. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra và làm thế nào để ngăn nó xảy ra. Nhưng về vấn đề lớn hơn mà bạn đặt ra, đó là chúng ta phải đối phó với chất thải này như thế nào. Phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để thực thi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt cho các cơ sở hạt nhân đã ngừng hoạt động, dọn dẹp và khử nhiễm khu vực và lưu trữ an toàn nhiên liệu đã qua sử dụng cùng các chất phóng xạ khác. Ở Ý, 30 năm sau khi chính phủ quyết định đóng cửa 4 nhà máy điện hạt nhân, công việc đó vẫn đang được tiến hành tại nhà máy hạt nhân Garigliano. Mục đích là đạt tới cái gọi là vùng đất xanh, đưa địa điểm này thoát ra khỏi những hạn chế về phóng xạ. Một vùng đất về cơ bản hoặc các tòa nhà phù hợp cho mục đích dân dụng. Tại Trung Quốc, các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, an toàn hơn, được xem là giải pháp tốt nhất cho vấn đề ô nhiễm không khí của quốc gia này. Tại triển lãm hạt nhân gần đây ở Bắc Kinh, các công ty điện lực Trung Quốc và quốc tế đã tranh nhau trình bày công nghệ mới nhất của họ. Chúng tôi bị áp lực rất lớn phải cắt giảm lượng khí thải, và giải pháp tốt nhất là phát triển năng lượng sạch, trong đó năng lượng hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng sạch lớn nhất với các lợi thế riêng, có thể cung cấp điện 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, sau thảm họa Fukushima của Nhật năm 2011, người dân ở Trung Quốc cũng như người dân ở Ý vẫn quan ngại về sự an toàn. Chúng tôi luôn có chút lo lắng, ngay cả khi nhà máy không còn hoạt động nữa. Các chuyên gia hạt nhân nói rằng, một phương pháp có thể xoa dịu lo ngại về điện hạt nhân là các nhà máy điện nổi trên biển, cách xa các khu dân cư.